Thanh Tú và đầu bếp Hiền Minh xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình của chúng tôi được phát vào lúc 11:50 thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Em chào chị Minh. Chào Tú. Dạ. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhanh Mà Ngon. Rồi, bữa nay nhìn nguyên liệu sơ sơ, em theo chị Minh bấy lâu nay rồi, em biết luôn làm cơm chiên phải không? Đúng rồi, bữa hôm nghe em nói là em vẫn thích ăn cơm chiên. Chị sẽ giới thiệu cho em nào cùng quý vị khán giả món đó là cơm chiên kiểu Hawaii. Với món cơm này thì mình sẽ cần đến đó là tôm, nè, mực, cơm, cà rốt, thơm. Ngoài ra thì chị có thêm là đậu Hà Lan nè, hạt điều nè, rồi tỏi và một ít trứng nữa. Dạ. Rồi, bây giờ thì em làm gì được phụ chị Minh nè, chị Minh bây chỉ em nha. Bây giờ em xắt cái này hột lựu nhỏ giúp giùm cho chị. Hột lựu nhỏ. Rồi, chị sẽ làm cái phần mực này nha. Dạ. À, chị Minh, cái phần cơm á nó rất là quan trọng trong cái món cơm chiên. Vậy thì mình chuẩn bị cái phần cơm như thế nào để cho cái món cơm của mình nó được ngon nhất vậy chị? Thường thì khi mà chị chiên cơm á là chị hay chọn những cái loại gạo nó nở em. Nó nở. Đúng rồi. Để cơm của mình khi mình nấu á nó khô và nó rời ra. Còn nếu mà mình sử dụng những cái loại gạo mà dẻo quá thì khi mình chiên á nó sẽ bị dính lại với nhau thì nó sẽ không đẹp mắt. À, có thể trộn trứng vào trong cơm nữa. Trộn trứng là sao chị Minh? Cơm để nguội xong rồi trước khi chiên họ sẽ bóp trứng vào để cho khi chiên hạt cơm nó rời ra, mình sẽ đánh đều trứng và bỏ vô, thì tùy cái lượng cơm của mình có bao nhiêu để mình sẽ cho cái lượng trứng cho nó phù hợp. À, thơm là chị Minh cũng cắt hạt lựu luôn. Đúng hả? Rồi, thơm là chị sẽ sắc hột lựu như vậy luôn. Dạ. Khi mà mình làm tôm xong á thì mình nhớ là mình rạch cái phần lưng của nó ra và mình lấy hết chỉ ra nha. Đây, em thấy không? Chị khứa nó ra tí xíu để lát hồi con tôm của mình nó sẽ cong và đẹp hơn. Nước mình sôi, bây giờ mình sẽ luộc đậu đúng không chị? Đúng rồi, bây giờ em cho chị xin đậu với lại cà rốt luôn ha. Cà rốt. Rồi, mình cho cà rốt vô nè. Mình có cần bỏ thêm chút xíu muối trong đó không chị Minh? Không cần em. Dạ. Tại cái này xong mình sẽ vớt nó ra luôn rồi. Dạ. À, là chị Minh chuẩn bị cái sẵn cái tô nước này là để mình ngâm khi mà đậu nó chín không đúng không chị? Đúng rồi. Rồi, tiếp đến là mực á. Thì thường là chị cũng sẽ trụng sơ ở trong nước này. Dạ. Thì với nước này á, nếu mình có một miếng rượu mình sẽ cho miếng rượu nữa thì mực của mình nó sẽ thơm và ngon hơn. Rượu trắng là được rồi. Rượu trắng là được rồi. Dạ. Ha. Đây cũng là một cái bí quyết nhỏ quý vị ha. Sau khi nguyên liệu mình đã chuẩn bị hết rồi thì bắt đầu mình sẽ chiên nha. Dạ. Trước tiên á, là chị sẽ cho vào đây nè một ít dầu. Cỡ chừng một muỗng canh thôi, chị không sử dụng dầu nhiều quá. Dạ. Sau khi cho ít dầu vào rồi thì chị sẽ cho vào đây một phần tỏi. Một phần tỏi. Khoảng chừng cỡ một muỗng cà phê thôi. Dạ. Tại vì cái này là bây giờ chị đang xào tôm lên trước. Dạ. Rồi, chị sẽ bỏ tôm vô đây. Cũng còn tôm mình bỏ vô cái nó phồng lên liền cho mình ha. Đúng rồi đó. Cái phần mà để mình cắt á. Nó sẽ phồng lên liền, nó làm cong cái con tôm lại, mình nhìn nó vừa đẹp, nó vừa đúng ngon. Đúng rồi, đẹp thiệt á. Đối với tôm á là chị sẽ không có trụng nước sôi mà chị sẽ xúc sơ ở trong tỏi như thế này để cho tôm nó được thơm hơn. Rồi, tiếp đến là chị sẽ cho luôn mực vô đây, chị đảo sơ luôn. Dạ rồi. Bỏ mực luôn ha. Rồi. Đó, chị sẽ đảo nhanh như vậy. Dạ. Và lúc này chị sẽ dằn vô một tí xíu hạt nêm, một chút thôi nha em, để cho gia vị được thấm vào trong con tôm cũng như là mực. Rồi, lúc này chị sẽ cho ra chén. Rồi, cảm ơn em. Em đập giùm cho chị trái trứng ra luôn đi. Cái trứng là mình có tách ra lòng trắng lòng đỏ không chị? Không cần, em để chung giùm chị nha. Dạ rồi. Rồi chị để cho chảo nóng nè. Và cho vào đây một muỗng canh dầu ăn thôi ha. Dạ. Tiếp đến là chị sẽ cho vô đây một muỗng canh tỏi. Một muỗng canh tỏi luôn. Và chị cho vào đây nè, một muỗng hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê đường. Đúng rồi đó. Trộn lên. Rồi. Đây đây. Đó, chị quậy như vậy cho tỏi thơm nhẹ lên và chị bỏ trứng vô. Rồi, sau khi chị đảo đều nhẹ như vậy thì bắt đầu chị cho cơm vô. Em cho chị. Sau khi chị đảo cho trứng nè, nó được hòa quện đều với lại cơm cũng như là gia vị sẽ thấm vào trong hạt cơm. Dạ. À, là mình sẽ đè những cái phần cơm mà nó bị dính dính lại. Đúng rồi, mình sẽ nhấn nhẹ nó ra và mình sẽ xào chung với nhau lại hết. Cái phần trứng mình bây giờ nó rời rời nhìn rất là đẹp rồi chị Minh. Đúng rồi. Và bây giờ sau khi hạt cơm nó đã nóng và săn nhẹ lên rồi, chị sẽ bỏ thơm vô. Bỏ thơm vô. Để cho cái thơm của mình nó sẽ chín thêm ở trong cái phần cơm của mình khi mà mình chiên như thế này. Dạ. Cái phần thơm này em nghĩ khi mà mình chiên vô nó cũng ra một phần nước ngọt đó chị Minh ha. Đúng rồi em, cái mùi thơm của trái thơm á nó sẽ thấm vào trong những cái hạt cơm của mình và nó sẽ ngon miệng hơn. Nhìn cái màu là em thấy đẹp rồi đó. Bây giờ là chị chiên cho đến khi cái những cái miếng thơm này nó sẽ vàng nhưng mà nó trong nó lại một chút nữa. À, là lúc đó thơm nó đã chín hoàn toàn đó. À,
em đứng ở đây xa xa mà em nghe cái mùi thơm nó bay lên hấp dẫn quá trời luôn. Rồi, hấp dẫn quá. Tiếp đến là chị sẽ cho thêm đậu hòa lan cũng như là cà rốt vào để cho cơm mình có thêm chất xơ nè. Đẹp quá. Rồi hạt điều nè, chị cũng sẽ cho vào nè. Hạt điều này mình cứ để khô vậy mình bỏ luôn cho mình ha. Đúng rồi, hạt điều này thì là mình đã rang chín rồi. Dạ. Nên là em sẽ cho vô ở vào cái thời điểm này là được rồi đó. Dạ. Ôi đẹp quá. Đủ hết màu sắc rồi đúng không? Đúng rồi. Đó, rồi cuối cùng đây là mình bỏ vô. Là cuối cùng mình sẽ bỏ nguyên liệu hải sản vô. Đúng rồi. Chị Minh, những cái hải sản này là mình có thể thay thế bằng ví dụ như là thịt cua lột được không chị? À được, em để tôm hùm vô cũng được luôn. Trời ơi, sang dữ vậy đó chị. Rồi bây giờ là cơm đã hoàn tất rồi. Bây giờ chị em mình sẽ chuẩn bị dọn ra và mời mọi người cùng thưởng thức. Dạ. Thanh Tú và chị Hiền Minh sẽ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món cơm chiên kiểu Hawaii nha. Trời ơi, trang trí quá trời đẹp luôn. Ôi, nhìn nó ngon mắt dễ sợ luôn á. Bây giờ là tới là ngon miệng nè. Bây giờ muốn biết ngon miệng ra làm sao thì để chị lấy mời em ăn nha. Dạ được. Ôi, cho em một điều luôn nha. Miếng mật nữa luôn, và phải có thơm nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ em ăn thử nha. Ừ. Đầu tiên em ăn cái vị mình ưa, mình nêm nếm sẵn đi. Rồi sau đó em ăn sang với nước tương ha. Trời ơi, cái cơm á đúng là chiên theo cái kiểu của chị á, nó không làm cho cái hạt cơm của mình nó bị nhão, nó dẻo dẻo nè. Mình ăn vô miệng á, cái cảm giác như là rất là trơn cái miệng, mình không có cảm giác khô nha chị. Và đặc biệt nha, có một chút xíu cái hột điều vô, nó làm cho cái vị nó béo lên và chút xíu thơm nữa, nó chua chua ngọt ngọt, nó làm cảm giác cái kiểu như tươi mát của Hawaii đó. Thôi quá được, quá được. Tuy là cái phần cơm mình nêm nó không có quá đậm gia vị, nó vừa miệng vừa ăn, nhưng mà khi có thơm vô á, cái ngọt đến từ thơm nó làm cho cái món ăn mình nó thơm đặc biệt hơn nữa. Và đặc biệt nha chị, cái phần mà hải sản như phần tôm phần mực á, em ăn vô em không có cái cảm giác mà nó bị tanh tanh. Này chị, em thấy chị xào không? Là chị sẽ xóc tỏi cho thơm lên và mình bỏ vô. Thì nó làm cho cái phần mực tôm của mình nó sẽ thơm và ngon hơn. Đó cũng là một bí quyết nho nhỏ quý vị ha. Bây giờ cho em thử miếng nước tương nha. Rồi, cứ xem coi là có nước tương vô thì nó làm sao. Rồi. Ha. Cái mùi thơm của nước tương á, nó cộng hưởng với lại cái vị của cơm chiên á, nó dậy mùi rất là hay luôn. Và cái béo đến từ hạt điều nè, đậm hơn nữa, nó ngon hơn nữa. Chỉ riêng món này thôi, không cần làm món gì khác trơn, em nghĩ buổi trưa mình là đủ rồi. Đầy đủ chất xơ cũng có, tinh bột cũng có và đạm cũng có luôn, đúng không? Ừ, ngon quá trời. Với món ăn như thế này thì là thay đổi khẩu vị của gia đình của mình. Vào những cái buổi trưa, thay vì là mình phải về chuẩn bị đủ thứ món hết. Dạ. Thì mình làm một phần cơm chiên như vậy cũng đã có đầy đủ hết tất cả ở trong đây rồi. Vừa nhanh nè, vừa ngon nè, tiện lợi và dễ làm nữa chị Minh ha. Và chúc cho quý vị có thể thành công với món cơm chiên kiểu Hawaii như thế này. Có thể là mình chuẩn bị tiệc nè, hay là các bạn có thể là đơn giản mình đãi cho cả gia đình mình cùng ăn. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ 11:50 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình nhìn sao mà để mà mình biết mà cái con mực của mình nó tươi chị? Thứ nhất là mình sẽ nhìn vào trong phần mắt của nó, nó phải còn trong nè. Và thứ hai nữa là cái lớp da ở bên ngoài của con mực á, nó phải có cái màu ánh ánh lên thì con mực đó nó còn tươi.